Vào lúc 6 giờ chiều giờ California ngày 11 tháng 11 năm 2014 tại khách sạn Beverly Hilton, Los Angeles, ban giám đốc đài truyền hình SBTN cùng một số khách mời đã có mặt để cùng với blogger điếu cày Nguyễn Văn Hải nhận lãnh giải thưởng Holman Hammett từ tổ chức Human Rights Watch. Đây là một giải thưởng mà vào năm 2009, tổ chức Human Rights Watch đã trao tặng cho blogger điếu cày Nguyễn Văn Hải khi còn bị tù tại Việt Nam. Giải thưởng Holman Hammett là một giải thưởng dành cho các ngòi bút can đảm, bất chấp đàn áp chính trị, để lên tiếng cho những bất công trong cuộc sống và những bất công đối với con người. Và thời gian này, khi hay tin blogger điếu cày đã có mặt tại Hoa Kỳ, đại diện tổ chức Human Rights Watch đã chính thức mời blogger điếu cày đến tham dự buổi lễ trao giải hàng năm, cũng như được tận tay trao giải thưởng Holman Hammett cho ông. Kính mời quý vị cùng theo dõi những hình ảnh quý giá vào buổi lễ ngày hôm qua. So I'm the communications director at Human Rights Watch, and I just wanted to say what a thrill it is to have you here with us. And I'm very happy that you were finally released from prison, but I'm so sorry that you've been forced to leave Vietnam. And I hope you get to go home very soon. Giờ hôm nay được trao giải thì tôi rất là vui mừng và hạnh phúc. So với là tôi và gia đình chúng tôi và đại diện cho anh em câu lạc bộ nhà báo tự do và các ngòi bút độc lập ở trong nước, đặc biệt là các bạn tù còn đang bị cầm tù ở trong các nhà giam, tôi thay mặt cho các bạn cảm ơn đến tổ chức nhân quyền và mong muốn rằng trong tương lai tổ chức nhân quyền quan tâm hơn nữa đến những cái ngòi bút độc lập ở Việt Nam và đặc biệt là các tù nhân lương tâm vẫn còn đang nằm trong các nhà tù của Cộng sản. Đó là một cái đất nước mà họ độc tài về truyền thông và chúng ta cần phải nỗ lực giúp đỡ những cái ngòi bút ở trong nước để phơi bày những cái sự thật về độc tài của Cộng sản ra ngoài đất nước cho cộng đồng quốc tế thấy và để cộng đồng quốc tế quan tâm hơn nữa đến cái tình hình tự do nhân quyền của Việt Nam. Để tôi xin cảm ơn. Kế bên chúng tôi đây là anh Nguyễn Thanh Hà. Chị Quyên xin được hỏi anh là ngày hôm nay có mặt ngay tại nơi mà trao giải Holman Hammett cho blogger điếu cày thì cảm tưởng của anh chia sẻ cái niềm vui này tới anh điếu cày Nguyễn Văn Hải như thế nào thế? Thưa chị Diệu Quyên, thực ra thì chúng tôi nghĩ rằng đây là cả một cái quá trình liên tục trong suốt chừng 5-6 năm nay. Cộng đồng Việt Nam hải ngoại và đồng thời những người yêu dân chủ ở trên thế giới đã cùng sát cánh nhau để tranh đấu cho anh điếu cày từ trong nhà tù cho đến ngày hôm nay anh ra được đất tự do. Đây chỉ là một giai đoạn và tôi nghĩ rằng đó là một cái làm củng cố cái niềm tin cho những người ở trong cái lĩnh vực đấu tranh về nhân quyền và cho dân chủ Việt Nam là họ tự tin rằng những người kiên trì và quyết tâm đeo đuổi con đường dân chủ đó có một ngày những người yêu chuộng tự do trên thế giới họ sẽ biết đến và họ sẽ cùng sánh vai với mình để chia sẻ những cam go. Những khó khăn đó biểu tượng là cho anh điếu cày và đồng thời cả cho dân tộc Việt Nam nữa. Chúng tôi rất là hãnh diện đã có được sự đóng góp về để tranh đấu cho anh điếu cày có ngày tự do như ngày hôm nay. Và khi anh điếu cày được đứng ở đây ở một cái buổi tiệc của Human Rights Watch như vậy, và Human Rights Watch cũng là một trong những cái tổ chức quốc tế đã tranh đấu cho anh điếu cày, thì cái sự cảm động nó vô cùng to lớn. Và hơn thế nữa là sự có mặt của anh điếu cày cũng chứng minh được rằng là tranh đấu cho những sự chính nghĩa, cho dân chủ, cho tự do, cho đất nước Việt Nam là một điều mà tất cả chúng ta đều có thể cùng đóng góp, giúp chung sức. Sự kiện blogger điếu cày có mặt và trực tiếp nhận giải thưởng Holman Hammett của tổ chức Human Rights Watch đã được kết thúc. Khi tất cả phái đoàn của ban giám đốc đài truyền hình SBTN cùng với các vị khách mời đã vào tham dự buổi lễ trao giải thưởng hàng năm của tổ chức Human Rights Watch, mà tại đây chương trình cũng đã không quên trân trọng nhắc đến sự hiện diện và giải thưởng đã dành cho blogger điếu cày từ năm 2009. And I am honored to acknowledge a very special guest in the audience tonight. Du Khai. He was in prison for his work in 2008. And just 2 weeks ago, the Vietnamese government released him and deported him to the United States. Cũng xin nhắc đến là vào mỗi năm,
Human Rights Watch đã trao tặng giải thưởng bảo vệ nhân quyền cho các nhà hoạt động trên khắp thế giới để thể hiện khả năng lãnh đạo và lòng dũng cảm trong việc bảo vệ quyền con người. Những người giành được giải thưởng sẽ hợp tác chặt chẽ với Human Rights Watch trong việc điều tra và phơi bày những vi phạm nhân quyền. Ít theo tiền trình cho đài truyền hình SPTN.